Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ có ticker là những cô gái tóc ngắn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dán ticker những cô gái tóc ngắn này. Đây, mình dán ra nha để mình đếm coi có mấy cô gái tóc ngắn nè. Có một bạn tóc ngắn nè, hai bạn tóc ngắn, ba bạn tóc ngắn. Tóc ngắn không các bạn ơi? Người mẫu tóc ngắn, tóc ngắn ngang vai. Wow. Mình có 6 người mẫu tóc ngắn luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thay trang phục cho các bạn ấy nha. Mình ốm thử coi mỗi bạn sẽ mặc những trang phục như thế nào đây. Ý, dán không dính, dán chưa dính nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn này, bạn tóc nâu, bạn ấy sẽ mặc một cái váy màu hồng có màu xanh, có hai cái bông hồng màu xanh nha. Tiếp theo là bạn tóc tóc gì mình cũng không biết nữa, tóc ngũ sắc hay sao, nhiều màu quá. Bạn này tóc nhiều màu quá, để cho mặc một cái váy này đi. Wow, váy này cũng rất là xinh luôn các bạn ơi, váy xinh lung linh, đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Và bạn tóc tím tím bên này nha, tím tím xanh xanh bên này, mình sẽ cho mặc cái váy, bộ váy màu hồng, màu hồng rất là dễ thương, có cái tai bồng bồng nữa nha. Đây, còn ba bạn bên dưới mình sẽ thay trang phục cho ba bạn ở dưới nha. Bạn ở chính giữa đi, mình sẽ cho mặc cái bộ váy này, một bộ váy hơi dài một chút xíu nha. Đó, rồi bạn tóc hồng bên này, đây cho bạn ấy mặc cái bộ váy màu vàng nha các bạn. Đây, váy màu vàng đó, cổ hơi trễ một chút xíu. Bạn tóc hồng bên này thì mình sẽ cho bạn ấy mặc cái bộ nào hợp với bạn ấy đây. Mình ướm thử, ướm thử xem bạn ấy sẽ phù hợp với bộ váy nào nha. Cho bạn ấy mặc bộ váy này đi, váy màu hồng hồng tím tím nha. Wow, rồi, wow, dễ thương quá các bạn ơi. Mình còn lại còn tới 3 bộ váy nữa nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trang điểm cho các bạn ấy nha. Đây, ui, thằng này, này nó không có được dính lắm nè. Nè, sticker này nó không có được dính, keo không được dính lắm. Bây giờ mình sẽ cài nơ, cài hoa cho các bạn nào. Đây rồi, bạn này một cái nơ màu hồng. Bạn bên dưới này một cái nơ màu xanh. Wow, quá đẹp luôn, quá to mà quá đẹp nữa. Rồi, bạn này một cái băng đô có nơ có hoa luôn. Bạn này thì một cái băng đô màu hồng có ngôi sao màu vàng nha. Bạn tóc hồng sẽ có cái nơ màu xanh trên đầu. Và cuối cùng là bạn màu hồng, tóc hồng bên này thì mình sẽ cài cho bạn ấy một cái băng đô có hoa vàng rất nhỏ luôn. À, bạn nào cũng xinh lung linh hết. Bây giờ các bạn ấy sẽ xuống phố với một cái ô. Đây, mình cho có ô che nắng, che mưa cho các bạn ấy luôn. Mỗi bạn sẽ tự cầm một cái ô cho mình nha. Đây, cho bạn này một cái ô xanh nữa. Ô, 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 ô.
Wow, bạn này thì một cái ô màu hồng rất là xinh. Bạn gái này thì cũng có một cái ô màu hồng cũng rất là xinh. Còn bạn còn lại, thôi bạn còn lại không có ô các bạn ơi, bạn còn lại sẽ đi che chung ô với bạn kế bên nha. Bạn kế bên có cái ô to thì bạn này sẽ che chung ô nha. Bây giờ là hết ô rồi, bây giờ mình sẽ dán đồ lên. Bạn này không có đem ô, không có chuẩn bị ô, quên chuẩn bị ô cho nên mình sẽ cho bạn này thêm một cái bộ áo để có trời mưa có ướt thì bạn ấy sẽ thay ra nha các bạn. Wow, vậy là trang phục xuống phố của 6 bạn tóc ngắn đã thay xong các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.